Bữa nay là Valentine rồi, nếu như mọi người giống mình muốn thể hiện tình yêu một cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mà lại cực kỳ là chân thành, thì đối với mình, cách tốt nhất thì mình sẽ vào bếp nấu cho người mình yêu một món gì đó thì là ngon, vừa có sự riêng tư mà đã vậy lại còn tiết kiệm nữa. Bữa nay thì mình sẽ làm steak với lại cả mì ý sốt kem nấm. Hai cái món này thì đơn giản cực kỳ luôn. Thịt bò đầu tiên về thì mọi người sẽ rã đông ra, sau đó thì sẽ ướp với một ít muối tiêu chanh ớt và một ít dầu ăn, ướp khoảng tầm đâu đó khoảng từ 15 cho tới 20 phút. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để làm sốt nè. Sẽ gồm có là nấm, mọi người cắt khúc giống như mình nha. Chuẩn bị thêm giúp mình là một ít lá xả hương, lá hương thảo với lại cả một ít tỏi nữa. Các loại gia vị này thì mọi người tìm ở cửa hàng bán đồ Âu nào cũng đều sẽ có nha. Dễ lắm. Tỏi thì mình sẽ đập dập và bóc vỏ ra. Tiếp theo thì mọi người chuẩn bị cho mình một cái chảo, cho một xíu dầu vào và để dầu thì là nóng thì bắt đầu mới cho thịt bò vào nha. Miếng thịt bò của mình ở đây thì nó dày là 2.5 cm, nên là mỗi mặt mình sẽ áp chảo là đúng 2 phút. Nếu mà miếng thịt bò của mọi người mỏng hơn một chút xíu thì mọi người giảm thời gian đi một chút nha, không có sao đâu. Với lại cũng có nhiều bạn nói là khi mà áp chảo thịt bò thì mọi người nên để miếng thịt bò nó nằm yên, nhưng mà mình xem đầu bếp nước ngoài thì họ cũng chỉ thêm một cách nữa là thay vì mọi người để miếng thịt bò nó nằm yên thì mọi người sẽ lấy một cái gì đó đè miếng thịt bò xuống để cho thịt bò nó sẽ vàng đều hết cả miếng thịt luôn. Giống như miếng thịt bò của mình ở đây nè, đúng 2 phút thì mình sẽ lật một mặt và sau đó là một phút nữa thì mình sẽ cho bơ, hương thảo, xả hương và cả tỏi vào nữa. Lúc này thì mọi người sẽ chỉnh lửa nhỏ xuống một xíu nha, để cho cái phần bơ nó tan hết ra và nó sẽ không có bị cháy. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể dùng thêm một cái muỗng để mà có thể rưới cái phần bơ lên cái miếng thịt bò cho nó đều hơn, thơm hơn. Tổng thời gian mà mình áp chảo miếng thịt bò sẽ là 4 phút, sau đó thì mình sẽ để miếng thịt bò nghỉ thêm là 10 phút nữa. Trong thời gian đó thì mình sẽ dùng chính cái chảo mà mình áp chảo thịt bò đó, mình sẽ cho nấm vào và đảo đều lên. Nêm nếm thì đơn giản lắm, mọi người chỉ việc cho một ít muối tiêu chanh ớt nè, một ít cooking cream là kem béo dành riêng cho việc nấu ăn nha, chứ không phải là kem béo để làm bánh đâu, và một ít tiêu đen xay nữa là xong rồi. Bạn nào thích ăn ngọt hơn thì vẫn có thể cho thêm một xíu đường nữa nha. Đun cho tới khi nào nước sốt nó sệt lại thì mình sẽ tắt bếp. Mọi người thấy cái sốt kem nấm này làm có đơn giản không, nhưng mà độ ngon của nó thì không phải bàn đâu nha. Tới bây giờ mới là cái bước quan trọng nhất nè, là mình sẽ cắt thịt bò xem là thịt bò của mình chín ở cái mức độ nào. Thật ra là mình làm nhiều lần rồi nên là cái cách mà mình hướng dẫn mọi người á, miếng thịt bò nó sẽ ra ở mức medium well, có nghĩa là thịt bò nó đã gần chín nhưng mà nó vẫn có một cái màu hồng rất là đẹp. Như vậy thì thịt bò nó ăn sẽ vừa mọng nước, vừa ngọt mà lại vừa mềm nữa. Cách trang trí thì mình chỉ cho thịt bò ra đĩa, sau đó thì mình sẽ rưới nước sốt lên thôi, rất là đơn giản. Phần sốt thì mọi người sẽ dùng một nửa thôi nha, một nửa còn lại thì mọi người sẽ cho lên bếp nè. Sau đó thì mình sẽ cho phần mì ý mà mình đã luộc sẵn vào, lắc đều 2-3 cái thì mình sẽ bỏ ra đĩa luôn. Một loại sốt mà mình tận dụng được làm 2 món, vừa đơn giản, vừa dễ làm mà còn nhanh nữa. Làm tới đây xong thì chắc cũng có nhiều bạn hỏi là anh chỉ cách làm thịt bò bít tết, làm mì ý nhưng mà người yêu ở đâu thì anh không có nói. Cái này thì mọi người phải tự đi tìm nha, chứ mình làm sao mà mình giúp được nữa. Còn không thì mọi người cứ học món này trước đi, để dành qua năm sau chúng ta sử dụng. Ủa anh nói mì ý với thịt bò này anh làm cho em mà, sao anh ăn? Đưa đây coi. Anh ăn có một miếng thôi mà, đâu sao đâu. Nói chứ, ngày lễ Valentine này, chúc tất cả mọi người thoát kiếp FA nha.